Nên lâu rồi mới nhìn thấy cái cặp loa này nhìn nó ngộ ngộ ha, độc đáo phết đấy, thấy không? Thùng vách đẹp ha, đấy. Nhìn chung là cái cặp loa nhìn nó cũng độc độc, thấy không? Nhưng mà quay xuống đến thương hiệu thì anh em giật mình luôn. Đây, thấy chưa? Đấy, lâu lắm nhìn thấy cặp loa kiểu là của này đó nhé, phía sau nó này, đấy, phía sau bạn đang xong nước cho em nha, đấy, bạn đang xong nước chị, 15W 8 ôm, đấy, phía sau nó này, đấy, mặt sau này, mặt trước này, đấy, nhưng mà cặp này nhìn đẹp đấy. Đấy, cao cặp nó rộng khoảng cái ngang rộng khoảng 30 ấy. Sâu khoảng 20. Cao nó khoảng 45 anh em nhé. Đó, cao khoảng 45. Ngang khoảng 30. Sâu khoảng 20. Đó. Đấy, nhìn nó cũng khá đẹp. Này, bên cạnh này. Đấy, cạnh thấy không? Liên lạc nhìn đẹp đấy nhá. Panasonic dây rồi đó này. Nhìn khá đẹp. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại ha. Đấy, tới cặp loa lần này nó lâu lâu mới thấy về đấy, nhìn lạ lạ quay anh em xem. Rồi.